Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, đã có rất nhiều mẫu đồng hồ mạ vàng giá rẻ được sản xuất và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ đam mê đồng hồ bởi nó mang giá trị tinh tế về thời trang khá cao. Bạn đã sẵn sàng rút hào bao để chi khoảng 5 triệu để mua một chiếc đồng hồ mạ vàng đón Tết hay chưa? Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video thú vị nào tiếp theo của tụi mình nha. Số 1 là Casio A500WGA1DF. Thương hiệu đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là Casio, là một thương hiệu không quá xa lạ với chúng ta. Giữa muôn vàn các sản phẩm đồng hồ đeo tay trên thị trường thì đồng hồ Casio điện tử mạ vàng vẫn mang một màu sắc riêng độc đáo. Với nền mặt số vuông truyền thống, toàn bộ bề mặt bên ngoài được mạ vàng ion sáng bóng, dây đeo tay cao cấp chống thấm mồ hôi tuyệt đối. Chiếc đồng hồ này có tới 4 nút bấm thuận tiện sẽ giúp cho bạn có thể chỉnh giờ ngày tháng năm, và điều đặc biệt là bạn có thể xem giờ của các châu lục trên thế giới. Số hiển thị trên màn hình LED to và rõ ràng, có đèn bấm để bạn có thể nhìn thấy ban đêm. Ngoài ra, còn có các tính năng nổi trội đi kèm như đèn LED cực tím, lịch bộ bấm giờ và giờ kép. Nếu là một chàng trai mạnh mẽ và cần một sản phẩm đồng hồ hay phụ kiện thời trang để thể hiện cá tính của mình thì chiếc đồng hồ này là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Số 2 là mẫu OP58077DMKV. Có vẻ như OP khá ưu ái cho dòng đồng hồ mạ vàng này khi đa phần các mẫu mạ vàng nổi trội đều đến từ thương hiệu này. Mình chọn mẫu OP58077DMKV để giới thiệu đến các bạn. Không chỉ giá thành vừa phải mà còn đi kèm với thiết kế được mạ vàng kim hầu hết ở phía ngoài cùng. Với những viên đá quý sáng lấp lánh đã khiến cho sản phẩm đồng hồ này vô cùng trở nên bắt mắt với người tiêu dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chưa đến 5 triệu để sở hữu một chiếc đồng hồ kính sapphire đính kim cương, chủ sở hữu tông màu vàng chủ đạo cực kỳ đẳng cấp của OP cũng đã khéo léo làm nổi các cọc số kim hiển thị trên mặt số đồng hồ, từ đó tạo nên vẻ ngoài có chiều sâu hơn cho mặt đồng hồ. Ngay tại vị trí 6 giờ được tích hợp thêm ô lịch hiển thị đồng hồ 60 giây nhằm hỗ trợ người dùng có thể xác định được thời gian một cách chính xác hơn. Có thể thấy là OP58077DMKV sẽ là sản phẩm mang lại vẻ đẹp đẳng cấp, giúp cho chủ nhân của nó có thể nổi bật hơn giữa đám đông, không chỉ thu hút ánh nhìn của người đối diện mà chắc chắn là sản phẩm này sẽ là một phụ kiện thời trang khẳng định được sự thành công cho chính bản thân của bạn. Số 3 là Citizen BF200384P. Những chiếc đồng hồ Citizen mạ vàng là cỗ máy thời gian sang trọng đẳng cấp và được mọi người yêu thích bởi màu sắc vô cùng sang trọng của nó. Hướng tới việc liên tục đổi mới và đem đến những cá tính sáng tạo, Citizen luôn đầu tư kỹ lưỡng với từng khâu chế tác. Với kiểu dáng mặt tròn, đi cùng với đường kính 41mm, độ dày là 9mm, được làm với chất liệu kính khoáng cứng cáp, chống trầy xước và có độ trong suốt nhất định. Mặt đồng hồ được tích hợp lịch ngày, thứ rất tiện ích cho những người bận rộn, và phần kim dạ quang sẽ giúp cho bạn dễ dàng quan sát hơn khi ở trong bóng tối. Khả năng chống nước là 5 ATM, giúp bạn thoải mái đi dưới mưa, rửa tay rửa mặt mà không lo lắng là phần máy sẽ bị thấm nước gây hỏng hóc. Mẫu đồng hồ chỉ đơn giản như vậy, với chức năng là xem ngày giờ nhưng không hề gây nhàm chán, mà ngược lại, bạn sẽ bị lôi cuốn theo từng nhịp chạy, ẩn chứa một chút gì đó bí ẩn, thôi thúc cho người ta phải muốn khám phá nó. Hiện nay thì xu hướng thời trang mang phong cách sang trọng được rất nhiều người theo đuổi. Ngoài việc lựa chọn cho mình những phụ kiện phù hợp với tính cách, còn phải thể hiện được đẳng cấp khi đeo trên tay. Vì thế mà những chiếc đồng hồ mạ vàng chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những bạn nào yêu thích sự thời thượng và năng động. Các bạn nghĩ sao về video ngày hôm nay? Hãy thử comment ngay bên dưới nha. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của Đồng Hồ Hải Triều thì đừng quên subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.